Xin chào các bạn quay lại với Nghề Trader. Như thường lệ thì cuối tuần chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại thị trường Forex trong tuần qua, cũng như là lên kế hoạch cho tuần sắp tới từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8 năm 2023. Tất cả đều chỉ là quan điểm cá nhân và không phải là kèo hay lời khuyên đầu tư. Ok, như vậy là hôm nay chúng ta sẽ cùng sử dụng Ichimoku, Kitco Hill để cùng phân tích thị trường và đưa ra những nhận định cho tuần giao dịch tiếp theo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào phân tích kỹ thuật, bắt đầu từ các đồ thị lớn và quay trở lại đồ thị nhỏ. Trên đồ thị tuần của đồ thị DXY, chỉ số sức mạnh của đồng đô la Mỹ, ta thấy là chúng ta đang ở trong một xu thế giảm, khi mà giá đã breakout Kumo này, sau đó tạo một sóng nở giảm sau khi đóng cửa dưới cái vùng 100.865 này. Tuy nhiên sau đó thì nó phản ứng với cái vùng số chẵn là 100 và có một nhịp bật tương đối mạnh từ vùng 100, chúng ta đã tăng lên gần 200 pip. Như vậy là giá đã chạm về đến cái vùng Fibo tỷ lệ vàng sau 1.8 của một cái sóng giảm từ ngày từ đầu tháng 7 cho đến giữa tháng 7, sau đó là một cú hồi trong 2 tuần gần đây. Hiện giờ thì nó đã chạm đến cái vùng kháng cự, đó là vùng Fibo sau 1.8, cũng như là cái vùng trendline này. Nên là rất có thể tuần tới chúng ta sẽ chứng kiến DXY quay trở lại bên dưới trendline. Trên đồ thị ngày thì hiện giờ đồ thị ngày đang không có xu thế. Chúng ta thấy là trong ngắn hạn thì chúng ta đang trong một nhịp tăng, khi mà thị trường hình thành một cái sóng nở tăng và Tenkan-sen thì cũng hướng lên này, thể hiện là chúng ta đang có một cái nhịp tăng trong ngắn hạn. Mặc dù vậy thì Kijun-sen thì vẫn đi ngang và giá thì ở bên giữa của Kumo và Kijun-sen. Như vậy chúng ta không có xu thế đối với cặp này. Như vậy thì để giao dịch với cặp này thì chúng ta có thể đi về những cái đồ thị nhỏ hơn như là H4 chẳng hạn. H4 thì giờ chúng ta đang trong một xu thế tăng, với việc là chúng ta vừa có một cú Gold Cross Tenkan Cutling Kijun ở bên trên Kumo này. Giá thì ở bên trên Tenkan Kijun này, đám mây tương lai thì dày và hướng lên. Chico Span thì vừa retest lại Kumo quá khứ này. Như vậy chúng ta thấy là trong ngắn hạn thì cái xu hướng của DXY tăng lên sẽ chiếm ưu thế nhiều hơn. Và chúng ta có thể tìm kiếm điểm vào khi mà cái vùng này bị breakout, thì chúng ta có thể canh để mua. Mặc dù vậy thì trên đồ thị daily ta vẫn đang không có xu thế, nên có thể chúng ta sẽ tăng một nhịp nhỏ đến cái vùng khoảng tầm 102.7. Tức là tính từ giá hiện tại thì có thể tính từ cái vùng breakout này thì nó có thể đi khoảng 6-70 pip, cũng không thực sự là tiềm năng. Tuy nhiên nếu mà thực sự phải giao dịch thì theo mình thì hướng lên sẽ chiếm ưu thế trong ngắn hạn nhiều hơn. Sau đây chúng ta sẽ đi đến các cặp Forex chính của tuần này, đô la Mỹ và franc Thụy Sĩ này. Chúng ta cũng đang ở trong một xu thế tăng dài hạn cho thị tuần. Mặc dù vậy thì chúng ta thấy là trong 2 tuần gần đây chúng ta có 2 cây doji và có vẻ như nó đang muốn tiếp tục tiến lên cái vùng Tenkan-sen. Khi mà chúng ta thấy là trong cái nhịp giảm này thì Tenkan-sen chính là cái vùng kháng cự, khi mà nó đã 1, 2, 3, 4, 5, 6 lần được kháng cự bởi Tenkan-sen và sau đó đi xuống. Như vậy là lần tiếp theo mà giá chạm Tenkan-sen, có thể nó sẽ chạm cái vùng trendline của cái nêm giá giảm này, sau đó thì có thể đi tiếp tục đi xuống. Trên đồ thị daily thì tương tự, chúng ta cũng không có xu thế trên đồ thị daily. Ngắn hạn thì có vẻ như chúng ta đang có một xu thế tăng, tuy nhiên xu thế này chưa thực sự là mạnh, và theo mình thì để giao dịch chúng ta
chúng ta chờ giá breakout được cái vùng này thì có thể tìm kiếm điểm vào. Khi đó thì Kumo sẽ mở rộng ra một chút và chúng ta có thể kỳ vọng nó có thể về đến khu vực trendline này, tức là dư địa tăng đâu đấy khoảng tầm 140-150 pip. Tiếp theo, Euro và Yên Nhật. Một cái tuần biến động mạnh của Yên Nhật sau cái cuộc họp của ngân hàng BOJ vào ngày cuối tuần. Thì trước đó thì thị trường kỳ vọng vào việc BOJ sẽ can thiệp vào đồng Yên Nhật, nên ông ta có một nhịp giảm rất là mạnh trong đầu tuần. Tuy nhiên thì sau khi cuộc họp của BOJ kết thúc thì quan điểm của họ là vẫn giữ nguyên cái chính sách nới lỏng. Nhưng sau đó thì Yên Nhật thì tiếp tục mất giá và chúng ta thấy là nó tạo một cái doji này. Như vậy chúng ta sẽ đơn giản là chờ cái cây doji này bị breakout thôi. Nếu mà an toàn thì nên chờ nó đóng cửa đến tuần bên trên cái vùng này, hoặc ít nhất là chúng ta nên chờ đến ngày đóng cửa bên trên cái vùng 141.952 này thì chúng ta mới nên giao dịch. Còn không, tốt nhất nên đứng ngoài thôi. H4 thì hiện giờ cũng chưa có xu thế khi mà giá vẫn đợt lình xình ở khu vực. Nó với breakout Kumo một chút và vẫn chưa phá được cái vùng đáy gần nhất tại 141.309 này. Nên là quan điểm của mình là chúng ta chờ nó phá lên vùng này, sau đó tìm kiếm điểm vào. Còn không thì thôi, đứng ngoài. Đô lúc và đô la Canada, như vậy nó không có xu thế trên đồ thị weekly. Khi mà chúng ta thấy nó liên tục tạo các cây doji trên đồ thị tuần này. Và với đồ thị này thì cá nhân mình đơn giản là đứng ngoài thôi. Nó không cho chúng ta một xu thế rõ ràng. Hiện giờ thì đồ thị daily cũng chưa cho chúng ta một cái góc nhìn về xu thế, khi chúng ta thấy là nó vẫn chỉ đi ngang thôi. Ngắn hạn thì có thể chúng ta có thể canh giao dịch khi mà nó breakout được cái vùng này, và chúng ta thấy là cái cây nền này thì đã breakout bên trên này. Như vậy thì ngắn hạn nếu mà buộc phải tìm kiếm tín hiệu thì mình sẽ chọn hướng lên. Chúng ta thấy là ở cái điểm này hoàn toàn có thể là một entry của một lệnh buy này, của cây nến đóng cửa vào lúc 3 giờ này. Hoàn toàn có thể là một lệnh buy số lốt khoảng 56 pip. Kỳ vọng nó quay về cái vùng kháng cự gần nhất trên H4 là cái vùng này. Chúng ta có khoảng 36 pip. Vùng tiếp theo là 51 pip và một cái vùng kháng cự mạnh là 128 pip. Nên là trường hợp bắt buộc phải giao dịch thì các bạn có thể thực hiện một lệnh buy. Và dù vậy chúng ta thấy là cái từ đấy đến cái vùng những cái vùng kháng cự gần thì nó cái tỷ lệ RR của nó cũng chưa đạt nổi là 1:1, chỉ đạt là 1 và 0.6, 0.8. Nên là trường hợp mà vào chúng ta cần phải quan sát và theo dõi kỹ để kịp thời thoát sớm khi mà có những cái biến cố bất ngờ. Euro và đô la Mỹ, một xu thế tăng và chúng ta có thể thấy là hoàn toàn là chúng ta có thể có một cây nến tăng trong tuần sau khi mà nó phản ứng với Tenkan-sen. Chúng ta đang một trong một xu thế tăng tương đối là mạnh đối với Euro và đô la Mỹ này, thể hiện qua cái độ dày rất là lớn của đám mây này. Hiện giờ thì ngắn hạn chúng ta đang trong một xu thế giảm trên đồ thị H4. Daily thì chúng ta chưa có xu thế. Thì nó đã phản ứng với vùng Kijun-sen. Chúng ta có thể chờ H1 cho tín hiệu sell. Có thể đơn giản là chờ nó breakout được cái vùng này 1.09434. Do đây H4 sẽ tiếp tục xác nhận một số thế giảm, chúng ta có thể có cái dư địa giảm khoảng tầm 100 pip cho cái cặp này. Với GU bằng Anh đô la Mỹ, một cái xu thế tăng trên đồ thị daily, trên đồ thị weekly. Nhưng mà như vậy thì chúng ta thấy là một cái cây doji với cái điểm đóng và mở cửa gần như là cùng một chỗ. Mình nhớ không nhầm cái cây nến này được hay còn gọi là butterfly doji, nến chuồn chuồn. Hay cũng có thể coi là một cây nến
spinny top, một nến con xoay. Với cái nến này thì an toàn nhất chúng ta nên chờ nó phá lên hoặc phá xuống, thì dựa vào đây chúng ta sẽ có cái cơ sở để giao dịch. Có thể nó sẽ nhúng một nhịp lần về Tenkan-sen này, sau đó đi lên. Khi mà chúng ta thấy là từ khi mà nó break out được Kumo đi lên này, thì Tenkan-sen chính là cái vùng hỗ trợ của giá, nên là có thể lần tiếp theo nó về Tenkan-sen thì giá có thể chạm và bật lên. Hiện giờ chúng ta thấy là ở trên đồ thị daily chúng ta chưa có xu thế, còn H4 chúng ta thấy là nó sẽ có xu thế giảm. Chúng ta thấy là một sóng nở này, sau đó là một cú hồi và có dấu hiệu phản ứng với Kijunsen, và cũng là cái vùng trendline này. Nếu có thể trong ngắn hạn thì là chúng ta sẽ có một nhịp giảm ít nhất về đến vùng đáy cũ khoảng 1.27628. H1 thì hiện giờ chưa có setup để vào lệnh. Hiện giờ thì chúng ta thấy là Tenkan này cắt lên Kijun, còn có Gold Cross ở bên dưới Kumo. Chico Span thì lình xình ở khu vực giá này, nên là để sell thì tốt nhất là nên chờ nó phá đến cái vùng này. Chúng ta sẽ quay trở lại xu thế giảm trên H4, và chúng ta có dư địa giảm khoảng tầm từ 85 cho đến khoảng 160 pip. Hiện giờ thì chưa có xu thế nên là đứng ngoài thôi. Đôi lúc đi ngang trên nội thị tuần này, trên nội thị tuần chúng ta thấy là nó đang đi trong một sóng P của Ichimoku Kinkohyo. Khi mà chúng ta thấy nó đang tạo những cái đỉnh sau thì thấp đỉnh trước và đáy sau thì đã cao đáy trước. Đây, sóng P đây. Thì trên đồ thị daily chúng ta thấy là nó break out Kumo này, đi xuống và tạo một sóng nở giảm, và đồng thời nó break out được cái trendline này. Như vậy thì trong ngắn hạn thì có vẻ như thị trường muốn đi xuống. Mà như vậy thì Kumo tương lai thì vẫn là Kumo tăng này, nhưng có thể nó sẽ có một cú hồi lại cả Kumo. H4 thì đang xu thế giảm không thực sự mạnh, khi mà Kumo tương lai thì mỏng, có thể nó cần tích lũy, sau đó thì break out. Đây, với cá nhân mình thì đây không phải là một cặp đẹp để giao dịch. H trên daily thì nó vừa break out Kumo và có thể quay lại retest. Trường hợp nó quay lại retest này, sau đó đi xuống này, thì có vẻ sẽ ok hơn là thời điểm hiện tại. Hiện tại thì H4 vừa có một nhịp giảm tương đối mạnh và nó quá gần đến những cái vùng hỗ trợ, nên là tốt nhất nên đứng ngoài thôi. Đô la New Zealand thì tương tự, nó rất gần đến những cái vùng trendline này, nên là tốt nhất nên đứng ngoài. Và cả daily cũng vậy, daily chúng ta thấy là nó cố để break out Kumo, mặc dù vậy một cái cây nến rút chân từ nó mạnh, và trên đồ thị tuần chúng ta cũng đang đi ngang, nên là đôi lúc và đô la New Zealand sẽ không phải là những cặp tốt để giao dịch trong tuần sau. Với cậu vàng weekly chúng ta thấy là hai cây nến doji liên tục này. Hiện giờ chúng ta thấy là giá vàng thì hoàn toàn có thể sẽ nhúng thêm một nhịp nữa về khu vực trendline, sau đó đi bật lên, hoặc có thể sẽ đi xuống và tạo một sóng nở giảm và có thể quay lại Kumo. Và dù vậy thì trên đồ thị weekly thì chúng ta chưa có xu thế, khi mà Tenkan Kijun và đám mây thì đang đi ngang. Mặc dù thì chúng ta vẫn ở trong một xu thế tăng dài hạn, nhưng mà ngắn hạn thì nó đang đi ngang mà thôi. Tương tự chúng ta cũng không có xu thế trên đồ thị daily, khi mà ở giá thì vẫn ở bên trong Kumo này. Kumo tương lai thậm chí còn chuyển giảm sau cái nhịp giảm từ tháng 5 cho đến cuối tháng 6 này. Một cú hồi thì sau đó chúng ta có một cú Gold Cross của Tenkan cắt lên Kijun. Và như vậy thì weekly không có xu thế, daily không có xu thế, H4 cũng không có xu thế. Với cá nhân mình thì giả sử trường hợp mà nó có phá xuống chăng nữa, H4 quay trở lại xu thế giảm, nhưng mà chúng ta thấy là trước mặt thì còn rất là nhiều cái vùng cản. Daily thì cũng chưa có xu thế rõ ràng, khi mà Tenkan thì vẫn ở bên trên Kijun. H4 thì như này thì với cá nhân mình sẽ chỉ giao dịch khi mà nó phá lên thôi, còn phá xuống thì là thôi, phá xuống cần phải chờ đợi thêm. Còn trường hợp mà nó breakout lên này, ok,
có thể mình sẽ tìm kiếm điểm vào để mua. Còn với đô thị hiện tại của vàng thì đơn giản là trong tuần sau thì có thể mình sẽ chỉ đứng ngoài quan sát mà thôi. Ok, như vậy là mình vừa đi nhanh qua một vòng thị trường. Đô la Mỹ thì trong ngắn hạn thì theo mình là nó sẽ có xu hướng đi lên nhiều hơn là đi xuống. Chúng ta có thể dựa vào đây để canh giao dịch ngắn hạn đối với các cặp có đô la. Và cá nhân mình cũng sẽ cập nhật các cặp Forex trong chương trình Other Glance vào các ngày trong tuần 2, 4, 6 vào buổi chiều trên kênh YouTube Ngày Trader. Các bạn đón xem để có thể có thêm những góc nhìn tham khảo thị trường với Ichimoku Kinko Hyo. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc clip hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo của Ngày Trader. Trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.